heo rừng cả nhà, loại cái động vật hoang dã nha cả nhà, rất là nhát người nha cả nhà. Tuy nhiên khi mà nuôi gần với lại con người á, thì bé heo này rất là ngoan nha cả nhà, biết nghe lời, rất là thông minh cả nhà. Clip trước mình có làm cái clip mà quay về cái bé heo á, hôm nay lại thử thách bé heo ăn những cái đồ mới nha cả nhà, những cái đồ mà bé heo chưa ăn bao giờ, để coi như bé heo như thế nào. Cái clip trước có quay lên thì cũng có rất là nhiều khen bé heo nha cả nhà, đó bé heo dễ thương ghê, nhất là cái heo rừng là động vật hoang dã rất là nhát người nha cả nhà. Tuy nhiên là riêng bé heo này rất là quý mến người với lại quý mến chủ nha cả nhà, mời cả nhà xem clip nha. Nuôi chưa chưa ông ngoại mới đi tắm giờ này, ông ngoại đâu có tắm đâu, ông ngoại tắm, ông ngoại tập thể dục. Có găng nanh nè chị, nó có nè, nó có găng nanh này. Nó chưa dài ra thôi chứ nó có nó không dài đâu, nó con chung với nó dài lắm, nó chắc không dài. Còn găng nanh mỏ dài á, mỏ dài là giống heo rừng nó là heo nhiều rừng, nó là heo rừng luôn mà, rừng lai thôi. Kìa kìa, quay phim đi đó đó, thì cho nó ăn nè. Quỳ gối xuống, quỳ gối xuống đi à, quỳ gối xuống, quỳ gối xuống, quỳ hai chân xuống, quỳ hai chân xuống đi à, quỳ hai chân xuống, quỳ hai chân xuống đi à. Ủa mít nó ăn không ba? Mít à ăn mít heo rừng nó phải ăn, ngã học ra, ngã học ra, học đâu nhảy cái hộp ra. Ủa nó nhai luôn cái hộp bà ba ơi, nó nhai mít, nó nhai luôn cái hộp rồi, nó nhả nhai, nó nuốt luôn cái hộp rồi. Nhả hộp ra nha, quỳ gối xuống nè, quỳ gối xuống, quỳ gối xuống, quỳ hai chân xuống, quỳ hai chân xuống, quỳ hai chân xuống đi à, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống đi à, quỳ xuống, quỳ xuống đi à, nè quỳ xuống, quỳ xuống đi à, không ăn không cho đó, không quỳ không cho đó, quỳ xuống, quỳ xuống, cho nó không thèm quỳ luôn kìa. Nhả hộp ra nha, nhả hộp ra nha, nó nhai hộp luôn rồi, nó nhai hộp luôn rồi. Để em gọt cái này cho nó ăn, nhai cái hộp nó nuốt luôn rồi, nhai luôn cái hộp mất rồi. Cái gì nó ăn không được, cái răng nó bén lắm. Cái cấu chưa cho ăn bao giờ, tại nãy có cốc ngọt với cốc chua mà em cố gắng em mua trái nào còn xanh á, trái chua á, thử coi nó có ăn không, tại vì heo thì nó thích ăn đồ ngọt á, đúng rồi, nó ăn đồ ngọt không mình à. Thích cho nhưng nó mà ăn cục đồ chua, nó cũng không ăn nữa, nó chỉ nhưng ăn mà thêm. Lâu lâu đổi món chắc nó cũng thích, không ăn ở đây về là lấy về nó không ăn. Nó là nó ăn nhiều nhất là nó ăn nhãn, ăn bùng bon, chứ măng cục sầu riêng nó xin cũng xin ăn nữa, nhưng mà chứ măng cục là nó không ăn rồi đó. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, đâu thèm. Nè chùa ta không thèm ơi, nè lấy mẹ cho, không thích ăn đồ chùa, nè lấy mẹ cho nè. Nó cũng ăn á, ăn ok luôn, vỏ nó cũng ăn luôn á, vỏ nó sực sực ăn nó còn luôn khoái, ơi. Ăn luôn sực sực nó còn khoái, tại nãy nó bự quá cái nó nhai không được cái gì.
lần đầu tiên ăn cóc đó nha. Lần đầu tiên bé ăn cóc á. Hai cái má bình hồng với hai cái bạc lên nó đẹp ghê ta. Càng lớn nó càng bạc, hai cái má nó dạ, càng nhiều quá dạ. Chị hai cái lông hai bên má dạ, bạc đẹp lắm á, mốt là mọc ra lăng nanh nữa đẹp nha, nữa nha con. Cái lăng nanh nó không dài đâu, có dài nó càng nó, lớn tuổi nó càng dài, nó dài là nó dài là lâu rồi, 7 tháng là con hai con kia nó dài sọc rồi dạ. Nó thấy hai con đó mà nó sợ luôn, mà chung lưới với nó đó dạ. Rồi ta cho nó mà hai đứa kia xuống dưới mua hai đứa kia, hai con kia mua tới 1.3 triệu lận đem về cho bà ngoại á, bà ngoại dưới quê nuôi á, là 7 tháng là hai cái nanh dài rồi, thấy hai con đó nó sợ là quá trời là. Đâu ăn vỏ đâu. Ôi nhảy vỏ ra khôn ghê đó, ta. Ôi ôi ăn cứng cứng nhảy ra. Ăn đầu mềm khôn ghê ta. Đúng rồi hả? Nó nhảy cái nhỏ ra. Vậy là phải gọt cho mới ăn. Nhảy vỏ cứng ra là nó nhảy ra hết á, nó ăn vỏ. Nó nhảy ra hết trơn á. Cần ghê. Đó. Nhảy vỏ ra nè. Nhỏ nhỏ nha cả nhà. Đó. Nhỏ đó, nhỏ nhỏ ra đó. Cứng là không chịu ăn đâu, thấy ghê không? Không lắm. Đó lúc này có tất nghiệp ở nhà mà, có đâu phải làm đâu. Nó chung lúc nào chạy lên nhà ai mà ai có đi. Thứ sáu thì sáu cũng đi rồi. Cái nào là hết vỏ là ăn hết, hết vỏ là tự nó nhả ra. Đó, cái miếng mà chị gọt vỏ sẵn á là nó quất hết à. Còn cái miếng nào mà có vỏ là nó nhảy ra. Khôn lắm. Thấy không, kêu hôn là nó hôn liền cả nhà. Có vỏ nè nha cả nhà đó. Tại vì nó ăn cũng như mình là lúc nhỏ là cái gì cũng phải gọt vỏ gọt đồ hết á, ba cũng thương lắm. Đi Dubai vui lắm. Cả nhà ơi, cái heo rừng á là thuộc cái nhóm động vật hoang dã nha cả nhà. Thì khi mà sống ở trong rừng không nha cả nhà. Thì khi mà về mà hiện tại giờ người ta nuôi nhiều á là ta nuôi heo rừng lai với heo của nhà. Thì cái heo này thì là heo của nuôi vừa heo rừng, máu heo rừng với heo nhà cả nhà. Heo nhà giống như heo một nhỏ hùng. Hùng biết định chủ. Dạ nó định em lắm. Nó ở với em nhỏ nhỏ lớn, giờ em đi làm nó ở nhà với ba nhiều hơn. Ở nhà với ba thì có dắt đi vệ sinh thôi. Chưa là 11 giờ mấy em về là phải đi tắm. Thì đi vô, còn nhỏ là em đi làm về đút từng muỗng, từng muỗng, từng muỗng sữa nên đeo lắm. Từng ngày nó thích thì nó quẩy cái đùi phía sau. Dạ đó. Nó nằm ngủ vậy đó. Có khi nào nó buồn nó khóc hay là không? Có là một lần là ba quýnh nó. Không phải là ba quýnh nó mà là cái ông xỉn rủ ở đằng đẳng á. Dạ. Nó chạy xúc dây á, nó chạy ở đằng họ quýnh nó một cái, giờ nó thấy nó ghét. Mà ổng thì cứ lại ổng đạp nó thì ba ổng la. Ổng nói mày đạp nó cắn là tao không có chịu trách nhiệm nha. Mày đừng có chọc nó. Thì vô tình hôm bữa ông dắt nó đi ra vệ sinh, ông nó thấy cái ổng đang đứng ngay ba đó. Nó dậm dò ổng một cái. Rồi ba mới quýnh nó. Nó bỏ từ ngoài nó chạy vô đây nằm đây nè. Nó khóc rồi nước mắt nó rớt xuống luôn. Cái xong này có mẹ mày ấy, em lại em hỏi ông ngoại con nó quýnh sai cái gì mà con khóc. Nếu ngoại quýnh sai cái gì để mẹ kêu ông ngoại vô xin lỗi con. Thì ba mới vô ba vuốt nó. Sao ngoại sai ngoại xin lỗi con ra nó mới đỡ. Lần đầu tiên ba thấy nó khóc luôn mà. Ba ấm rớt nước mắt với nó luôn. Biết giận, biết hờn, dạ. Biết buồn. Thì mình biết là tại vì ông đó, ông quýnh nó rồi. Thì ba mới thôi, ông quýnh nó một cây.
Bởi vì ba ông giận là ở nhà có thằng cháu đi nó làm cứu thương, đi cứu tai nạn giữa đêm đó. Dạ. Nó có cái roi điện. Thì ông này ông nghe mở cửa thì ông lại ông làm dữ lắm. Thì lúc nhỏ nó sạc điện này cái. Bây giờ này mà mở cửa ra cái rồi là nó đứng nó canh này. Rồi ba mới thôi, mỗi lần con vô nhà con làm nhẹ nhẹ, nó vuốt em cái để nó nhiều khi con này nó dữ quá nó cắn. Nó cắn mày là tao không quýnh nó nha. Dặn nó vậy đó. Cái heo. Heo ơi. Để đây là con. Nè. Nè mẹ cho nè. Heo. 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 Gì vậy? Heo. Có nói gì đâu mà giận không? Nè mẹ cho nè. Có nói gì đâu con. Nè mẹ cho nè. Trời dạ. Ơi, biết giận nữa. Kể lại chuyện cũ biết giận. Ba, ăn trái cốc nhả vỏ. Vỏ coi là để vỏ thì nhả ra mà đưa cái hộp mít ngay luôn. Ăn được hộp, béo. Đặt người trong nhà. Chưa ra bánh nè, không có mà. Bánh này nó ăn khoái lắm. Nè, nó ăn là đó, mà đi dành cho chú Tơ, chú Quẩy nè. Rồi, vợ vậy chú Quẩy. Quỳ xuống. Quỳ xuống đi kìa. Quỳ xuống. Quỳ xuống đi kìa, quỳ xuống. Nó không thèm quỳ luôn á. Nó không quỳ ra luôn. Để quẩy vô cho lại. Ông ngoại giận biết giận đi vô trọng đứng á. Ông ngoại thương à, ông ngoại lúc nào cũng mua bánh mua trái rồi cho ăn. Đó là hàng xóm cho nhiều. Người này người kia cho. Không biết gì 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 cho. Rất là khôn nha cả nhà. Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống. Biết nịnh biết hung. Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống đi cho. Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống. Quỳ hai chân cho. Hai chân xuống, ừ. Ôi ôi, hay chưa cả nhà. Nó giận mà hả? Nãy bộ ngoại giận ngoại rồi. Ăn cốc nhả vỏ, mà ăn hột mít ngay luôn hột. Chắc ăn được rồi. Đó, nhả vỏ coi, cái nào nhà cắt vỏ, vỏ rồi thì không ăn. Heo là nó khoái ăn hột mít dữ lắm chứ. Ăn hột mít dữ lắm. Ê, ăn mít á, heo nó khoái ăn mít. Đó, thấy không? Ăn dữ lắm. Đời đều có một cái là nuôi nó không có tốn tiền nhiều. Bà con cho thôi mà. Cho không mà. Bánh trái rồi. Nó mắt nó lồng lành đẹp ghê ha. Nó mặt hình nó đẹp, giá đẹp. Nó giữ phọt á. Nó giữ phọt á. Nó giữ body á. Bánh thường không? Thằng bánh thường ngày cốp 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 cốp. Có hai cái răng nanh nước nó là dài lắm rồi. Đó. Dạ. Đó. Có con nó lớn tí xíu rồi nó mới phát nha chị chứ không phải. Nhưng mà thế nào con này cũng phát răng nanh à, hai cái răng nanh nó bẻ răng nanh nó ra cho dạ. Mẹ. Cái mẹ nè, ngâm nó rồi đó. Cái kìa, cái dừa kìa. Ăn một kẹo dừa mới thấy cưng. Dính thành cổ rồi, dính răng nó. Trời ơi, gì mà quá trời đâu ăn như vậy. Thôi ăn hột cốc đi. Nè, hột cốc đi, ăn nhiều quá, biến. Vậy đi ra tắm. Đâm hỏng. Đi ra tắm tập thể dục với ngoại kìa. Giờ này đâu phải giờ tắm đâu mà tập thể dục. Giờ chạy được. Giờ tắm nó lạnh cái bà. Không, thì giờ tắm nó nắng rồi mới tắm. Nó có nắng mới tắm. Nó chạy là nó biết đường vòng về tới nhà đường này luôn à. À nó chạy vòng vòng trong xóm luôn ha. Trong xóm luôn, nó đánh vòng lại cái hẻm thành đây nè, nó vô đường này đóng cửa là nó quánh cái vòng ngược trở về. Wow, khôn ghê là biết nhà của mình luôn ha ha chị. Siêu thị từ Âu Chan á mà em chưa về là nó chạy về trước rồi đó. Dạ. Như có đi siêu thị á là hồi nhỏ là lại tự chạy rồi đó. Bây giờ thả con dây ra là đi làm là đi ra tới chỗ làm em luôn. Dạ. Mới bữa bị đòn nè. Chiếc xe chở đi chơi. Dạ. Từ nhỏ em gửi ngoài chỗ làm á, bữa em đem xe về. Em chạy em tưởng nó đang tắm với ông ngoại, nó đâu đi theo. Vậy mà em chạy ra tới xưởng nó chạy ra ngoài, nó sau lưng em. Về đứng cho mấy cây. Khôn ghê trời, nó biết chạy theo nó còn nó đi chiếc xe chở nó đi á. Nè, nè, hiểu hết tiếng người cả nhà đó. Nè, rồi nó nói tới chỉ nói cho ảnh ảnh giận nữa. Vô đây. Ừ, giờ này đâu có ngủ đâu, lấy mền ra. Nó xé là bị đòn nha.
xé cái mình lên nữa là bị đòn đó. Đó, xé vậy đó, mình đem xuống ngủ xé vậy đó. Ôi, sao chơi vậy đó, chịu nổi không phá. Tao như cái mờ rớt hết rồi đó. Nghe không? Lấy cây nè. Nay lười lắm hả? Lấy cây nè, nghe không? Bước ra đây. Thầy ghê ta. Cái mờ đi ngủ rồi đấy đó. Hả? Cái mờ đi ngủ rồi đấy đó. Cầm cái cây lên là lũi lại à. Nịnh lại rồi. Đưa cái mền ra đây để đắp chứ phải để xé ra chưa? Bao nhiêu cái mền rồi? Có chưa? Nó có mền chỗ nào đem mền cho đem cái nó biết bao nhiêu cái mền? Cái giấy cũ. Mền ta làm khách sạn mới chia ra đó. Dạ. Đem về ta cho nó nhiều lắm. Bao nhiêu đem xuống là xé hết. Giờ lạnh nó mới đắp. Nó đắp tự nó kéo lên người đó. Dạ. Giỏi ghê ta. Nghe chưa? Cái mờ là để đắp nghe chưa? Nghe không? Biết chưa? Cái cây này để dành uống nó đó. Cái cầm cái cây là nó lại liền. Mà bởi vì không cưng mới sợ. Ba quýnh một lần là sợ đến bây giờ luôn. Ba quýnh một cái một. Hồi đó nó bị sao ba quýnh nó ba. Hôm bữa làm sao đã bị gì mà nó làm gì ba quýnh nó một lần một đến giờ nó sợ nhả hột me ra luôn nè. Đó ăn me nhả hột nè. Bữa nay em chỉ đợi cái dắt cái da cái nó gặp ống nó hừ 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 sẽ biết nước mặt đó rồi chắc mình quýnh đó. Rồi đi đây đẳng ngủ bước đi đây đẳng liền nữa. Bước đi đây đẳng lùi lại. Lùi lại cho mẹ lau nhà. Lùi lại đằng kia. Lùi xuống. Lùi xuống. Ừ. Đi xuống dưới mẹ lau chỗ này. Đi đâu ngoài kia. Ăn uống bài vậy hả? Lùi ra. Đi ra ngoài cha. Không có lại gần mẹ nha. Đi ra ngoài kia. Đi ra mẹ lau nhà. Nghe không? Nghe không? Không có lại nha. Không. Không có lại. Không. Mày nhớ hả? Rồi ở bay bên luôn hả? Rồi là đang quét nhà đi. Ăn xong rồi ai quét? Hả? Đi vù lùi ra ngoài kia đi. Biết là nó lại nó nịnh. Không, đi ra ngoài kia không có nịnh. Đi ra nha. Quýnh liền á. Ừ, quýnh liền á, lùi ra. Đi ra ngoài kia. Cầm cái cây lên là sợ lắm. Để ông ngoại quét, ngoại đi ông ngoại ra tập thể dục nha. Ha. Tới buổi trưa thì ở nhà không có làm cái muốn á. Dạ. Thoải mái hơn, anh phải chờ. Tới tới chủ nhật á là buổi trưa á. Buổi sáng nhà mẹ ba mắt lạc ra. Dạ. Anh ngồi anh chờ ba. Không, đi vô, lùi vô trong cổng. Ừ, đi vô, thẳng vô trong cổng luôn. Hay ghê ta, hay ừ. Ghê ta. Đi vô, hay, giữ mặt hả? Xé cái đó là bị đòn á. Tin không? Tin không? Nói giữ mặt hả? Nói giữ mặt hả? Để đắp chứ phải để xé nghe chưa? Giỡn không biết người quen. Để đắp hay để xé? Để đắp hay để xé? Không có ai binh đâu khỏi. Ông ngoại quýnh còn dữ hơn nữa kìa. Cái cây ông ngoại còn bự hơn nữa kìa. Ngoại ơi, cứu ngoại ơi. Bị đòn rồi ngoại ơi. Cứu quay heo. Không có ai cứu đâu. Nè, ăn sạch đi nè. Cóc còn nè. Cóc còn nè. Ăn đi. Nè. Chị quăng mít là nó ăn liền à. Nó thích ăn mít lắm. Quỳ xuống đi ạ, quỳ xuống. Quỳ hai chân xuống đi ạ, quỳ xuống. Quỳ xuống đi ạ. Quỳ xuống đi mẹ cho, quỳ xuống. Biến quỳ ha. Mẹ cũng có cơ lắm nè. Nhai luôn hộp nè. Nhả cái hộp ra cho mẹ đi, nhả hộp ra. Em hộp mít nó không có đắng ha, bởi vậy nó nhai luôn. Nhai luôn hộp không ba? Đó.
không nhai luôn hộp được kìa. Không biết không sao, nó không đắng bởi vì nó thích, nó nhai bột bột, nó thích nó nhai luôn. Để đây cho ăn là cái hộp bít nó lột ra. Dạ. Chứ không có cho nó ăn đi. Thôi. Ăn được ít thôi, ăn cho nhiều mập đi heo chứ làm gì. Miếng gì cho? Nè. Ừ. Lan này. Đồ ăn nhiều lắm. Trời ơi quá trời luôn rồi kìa. Mấy đứa nấu ăn cơm nhiều đâu anh. Nó ăn giặt giặt vậy không á. Nè, giả hộp ra rồi nè. Nè. Hộp ra rồi nè. Này nữa hả? Cái gì? Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống. Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống. Cái tóc của em á, em báo cho. Quỳ xuống. Quỳ xuống hờ đó. Ờ. Không, nắng lắm, lên trong tủ mà nắng lắm. Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống. Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống, quỳ hai chân trước. Quỳ hai chân trước. Ừ rồi. Ờ món này khoái khẩu đó nè. Món khoái khẩu đó là ví dụ nó dễ ghê. Rồi quỳ xuống đi cho, quỳ xuống, quỳ hai chân trước, quỳ hai chân trước. Nghe lời. Quỳ hai chân trước, quỳ hai chân trước đi cho, quỳ hai chân trước. Có quỳ hai chân luôn nha cả nhà. Quỳ hai chân xuống đi cho. Quỳ hai chân xuống đi cho. Quỳ xuống, quỳ. Đó để tay xuống nó quỳ à. Quỳ hai chân xuống. Đó. Để tay xuống kìa. Quỳ hai chân trước, quỳ hai chân trước, quỳ hai chân trước. Giật năng giật lắm á. Nè quỳ hai chân xuống đi, quỳ hai chân trước, quỳ hai chân xuống đi, quỳ xuống. Ừ. Quỳ xuống đi cho, quỳ xuống. Mẹ Hồng nó hả, chưa cho là nó đã quỳ rồi đó. Mẹ Hồng nó mới vừa ra đây ngồi thôi, ở đây nó quỳ nó xin rồi đó. Tại mẹ Hồng ở đâu cho ăn được. Dạ. Thế thì biết mẹ Hồng nó ra đây cho là mẹ nào đó nó quỳ xuống trước mẹ Hồng đó rồi. Mẹ quỳ xuống đi anh, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ hai chân trước. Cái món nào anh thích anh mới làm. Bình thường là ông ngoại cho ăn với lại chị cho ăn à, hả? Đúng rồi, mẹ Hồng đi bán về có gì mới cho. Đi cháu nhà thôi, ăn liền liền à. Của dạ. Nó, thằng của nó kêu nó cho heo ăn à. Con nhỏ nhỏ lớn, nhỏ thứ ba con của chị ba đó đi học về là nó kêu à. Dạ. Nghe bé Như đi học về nó kêu là bé Hải bé Như đi học về là bánh treo nè. Là dạ. Cho có nhiều cho ăn hết, bánh của nó cũng ăn nữa. Trời vậy là cả nhà đều cưng nó hết ha. Cục vàng đó, bé Như. Vàng trong nhà. Bé Như, chị Như nó cưng nó lắm, chị Như với chị Duyên đó. Thì kia nhỏ kia nhỏ nhóm qua đều đi ngang qua nữa nó mừng quá đó, nó đưa cái mỏ đó chúng cái nành nó đau. Chị Như nó là thương nó nhất, chị Như nó có nhiều cái bánh là nó ăn hết á. Nhả hộp nè đó, không nhả nguyên hộp vậy cái thằng hết rồi đi vô ngủ. Nó thấy còn đổ để đồ ăn trước mặt nó vậy. Đi vô ngủ đi, đi vô ngủ đây rồi lùi vô. Mỗi người qua khác nhau nha. Ông ba nó qua là nếu để cái chân vô bụng nó nằm xuống à. Hay thật chứ. Thằng Hải cái hôm qua là nó mừng khác. Đi qua cái bánh ăn á. Nó mừng đứng. Đó. Còn Hải qua nó mừng, nó mừng theo có tôm sườn đồ ăn. Dạ. Ngồi xuống. Còn Tây là chưa cho ăn gì đâu. Ngồi xuống. Quỳ xuống đi rồi ăn. Quỳ xuống, ừ, đó. Đó, quỳ đó, thấy không? Món này ăn nó biết rồi đó, nó quen rồi đó, đó nó chơi, nó khoái rồi. Nó không có, giờ nó lớn, nó quỳ không được. Cái này nó chân lùi à. Nó quỳ là nó té. Bự rồi. Nhả hộp ra, nhả hộp ra cho mẹ. Ừ, nhả cái hộp ra cho mẹ nha, nhả hộp ra. Đâu có hộp đâu. Hột mít ngon mà nó ăn luôn à, bảo đảm không nhả. Nhả hột ra, nhả nè. Nhả hột ra, nó hột đâu. Nhả hột ra. Nhả kìa, nhả hột vỏ. Nhả nó cứng với lại cái hai nữa là. Cái bòn bon cũng nhả vỏ nữa. Bòn bon nhả vỏ. Cho mày ăn nhả hột biết rồi mà. Thôi chồng này cái này là nhả hột. Cái này chưa ăn bao giờ. Chưa bao giờ. Sabu chê ha chị. Sabu chê. Chưa ăn cái này luôn nha mọi người. Đó. Ờ, có hộp này nó nhỏ. Không mà hộp nó nhả. Em nó khùng lắm. Mẹ nó quỳ à. Nó không có nó bây giờ nuốt đâu. Quỳ xuống. Nó đang quỳ. Quỳ xuống đi anh. Ừ, ăn quỳ không quen rồi anh ơi. Heo mà. Nó lại đây ăn bánh không á. Ngày nào người ta cũng cho nguyên được bánh
xong trời ơi lần đầu tiên ăn cái sao bu chê luôn, ăn nhiệt tình luôn, ăn không còn miếng nào luôn, khoái mà ngọt mà đồ ăn ngon mà. Cái sao bu chê là lần đầu tiên bé ăn luôn á. Nhả hộp ra nha, nhả hộp ra, nhả có hộp không nhỉ? Ờ, có hộp không? Rồi, không có hộp xong luôn. Xong luôn. Dạ, có hộp. Rồi, xong luôn. Nó đừng nhìn nhìn đi. Hết rồi. Nó thấy mà sao nó đi. Nè, thịt còn nè. Thôi còn nè, đâu kêu vô được. Chắc cũng còn thằng ăn. Đi vô ngủ. Ừ, lùi vô. Nghe lời dữ ta. Đi vô chổng luôn đi. Vô ngủ đi, vô lấy màn đắp ngủ đi. Hết rồi. Đập đi vô chưa? Nó tập thể dục không? Nó chạy trước về chiếu ngoài nó không à? À, sáng đi tập thể dục với ông ngoại ha chị. 4 giờ sáng đi tập thể dục với ông ngoại rồi. Ừ. Ngoài giảm cân á. Đã có thể tập thể dục nè. Dạ. Tàn về trước ba không à? Dạ. Để cái rác vô tới nhà luôn à. Nè ăn nữa không? Nữa không? Không biết gì cho. Không biết gì cho. Không biết gì cho. Không biết gì cho. Không biết gì cho.